Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Israel Anwa thêm căng thẳng, Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban độc lập đánh giá. Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas với thỏa thuận ngừng bắn. Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật viện trợ cho Israel. EU gây áp lực buộc Mỹ phải giải ngân 60 tỷ đô la cho Ukraine. 4 vụ án hình sự ảnh hưởng ra sao đến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump? Bây giờ là tin chi tiết. Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine vừa đưa ra cáo buộc Israel tấn công đoàn xe cứu trợ cho giải Gaza giữa lúc hai bên có nhiều căng thẳng. Hôm qua, Liên Hợp Quốc đã quyết định thành lập Ủy ban độc lập để đánh giá về cơ quan này. Những bức ảnh về một đoàn xe nhân đạo bị Hải quân Israel tấn công đã được Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc công bố hôm 5 tháng 12. Giám đốc truyền thông của cơ quan này cho biết, đây không phải là lần đầu tiên một đoàn xe của Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc bị tấn công. Đây là lần thứ ba đoàn xe của cơ quan chúng tôi bị tấn công khi trên đường đến hoặc về từ khu vực phía Bắc giải Gaza. Điều này là không thể chấp nhận được. Các đoàn xe nhân đạo, theo luật nhân đạo quốc tế, phải được bảo vệ khỏi tất cả các bên trong cuộc xung đột. Tuyên bố của đại diện Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Netanyahu kêu gọi giải thể cơ quan này sau khi một số thành viên tại đây bị cho là có liên quan đến vụ tấn công Israel của lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10. Theo nhiều nguồn tin, danh sách nhân viên Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine có liên quan đang tiếp tục kéo dài. Trong một danh sách dài 6 trang, tình báo Israel cáo buộc 190 người thuộc tổ chức của Liên Hợp Quốc dính líu tới Hamas, cao hơn con số đưa ra trước đó chỉ là 12 người. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra thông báo quyết định thành lập Ủy ban độc lập để đánh giá về cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine. Ủy ban này sẽ do cựu Ngoại trưởng Pháp đứng đầu, phối hợp với 3 tổ chức nghiên cứu ở Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy. Nhiệm vụ chính của Ủy ban là đánh giá cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine có làm mọi thứ trong khả năng sẵn có để đảm bảo tính trung lập và phản hồi các cáo buộc về các vi phạm nghiêm trọng hay không. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Ủy ban sẽ bắt đầu công việc của mình vào ngày 14 tháng 2 và dự kiến sẽ nộp báo cáo tạm thời cho Tổng thư ký vào cuối tháng 3. Một báo cáo cuối cùng dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 4 và sẽ được công khai. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Israel đã hoan nghênh động thái của Liên Hợp Quốc, tuyên bố sẽ gửi bằng chứng liên quan các cáo buộc nhằm vào Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho Ủy ban độc lập. Trong khi đó, Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine tiếp tục kêu gọi các nước duy trì tiền tài trợ để hỗ trợ người dân giải Gaza, vốn đang chìm trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Trước đó, cơ quan này thừa nhận chỉ còn đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ cho người dân ở giải Gaza tới cuối tháng 2. Hôm qua, Tây Ban Nha thông báo sẽ cung cấp bổ sung khẩn cấp khoảng 3,8 triệu đô la Mỹ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine duy trì các hoạt động trong ngắn hạn. Thủ tướng Tây Ban Nha lo ngại các hoạt động nhân đạo ở giải Gaza có thể tê liệt trong vài tuần tới vì Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine gặp khó khăn. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 2 cho biết Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận ngừng bắn đang được các bên đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 2, thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng đây là những gì tôi sẽ thông báo và Ngoại trưởng Blinken cũng đã nói về những điều này. Hamas đã phản ứng với khuôn khổ của một thỏa thuận ngừng bắn. Đây chính là lúc chúng ta nói về một thỏa thuận con tin. Mỹ sẽ xem xét phản ứng đó. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây trước khi chúng ta đạt được thỏa thuận. Họ đã đáp lại một thỏa thuận khuôn khổ về ngừng bắn và trao đổi con tin. Chúng tôi nghĩ điều đó thực sự cực kỳ quan trọng.
Trước đó, lực lượng Hamas ngày 6 tháng 2 cho biết họ đã đưa ra phản ứng đối với một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất có liên quan đến việc thả con tin. Phía Israel cũng đang xem xét kỹ lưỡng các phản ứng của Hamas. Tuy nhiên, hiện các bên vẫn chưa có thông báo chi tiết về phản ứng của Hamas. Hamas đã nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ con tin nào được thả ra nếu không đảm bảo việc chiến tranh sẽ kết thúc và lực lượng Israel sẽ rời khỏi dải Gaza. Trong một tuyên bố khác, Hamas khẳng định họ đã phản ứng với tinh thần tích cực để có thể đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và đầy đủ sẽ đạt được, qua đó chấm dứt mọi hành vi gây hấn, bao vây chống lại người dân Gaza, đảm bảo các hoạt động cứu trợ và tái thiết, cũng như đạt được một thỏa thuận trao đổi tù binh lớn nhất. Theo quan chức cấp cao của Hamas, mục đích của lực lượng này là buộc Israel phải thả một số lượng tù nhân Palestine lớn nhất có thể. Ai Cập và Qatar, hai quốc gia trung gian xác nhận đã có được phản hồi từ Hamas. Hai quốc gia này đều đánh giá cao phản hồi này và cho rằng nó tích cực cũng như khá linh hoạt. Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết các quan chức này đang xem xét để phản ứng Israel một cách kỹ lưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết sẽ bàn thêm về phản ứng của Hamas khi ông đến Israel hôm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban đầu nhận định một số đòi hỏi của Hamas dường như là hơi quá đáng và các cuộc đàm phán sẽ vẫn tiếp tục. Hạ viện Mỹ ngày 6 tháng 2 đã không có đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật viện trợ 17,6 tỷ đô la cho Israel. Với 250 phiếu thuận và 180 phiếu chống, Hạ viện Mỹ không có đủ 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua dự luật viện trợ cho Israel. Đây có thể được coi là một thất bại đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã phản đối các nỗ lực của các nghị sĩ dân chủ nhằm kết hợp viện trợ cho Israel với các điều khoản an ninh khác, bao gồm viện trợ cho Ukraine. Nỗ lực thông qua dự luật viện trợ cho Israel cũng đã vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ. Được công bố bởi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cuối tuần trước, dự luật này nhằm cung cấp 17,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Israel nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt, hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và bảo vệ công dân Mỹ ở khu vực. Kết quả trên đánh dấu thất bại liên tiếp của ông Johnson trên vai trò Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi cuộc bỏ phiếu cùng ngày nhằm luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ đã không thành công. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 5 tháng 2 tuyên bố sẽ phản đối dự luật viện trợ riêng cho Israel. Số phận hẩm hiu của dự luật trên đã xảy ra trong lúc nhóm nghị sĩ cứng rắn của Đảng Cộng Hòa tìm cách gây cản trở cho dự luật trị giá 118 tỷ đô la Mỹ được Thượng viện thông qua, bao gồm chính sách an ninh biên giới, viện trợ nước ngoài cho các nước và vùng lãnh thổ như Israel, Ukraine và Đài Loan. Trong bài phát biểu tại thủ đô Kiev, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định nước này ủng hộ mạnh mẽ với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và hỗ trợ cho các hoạt động tái thiết sau chiến tranh. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Zeli Jakob nhấn mạnh việc Ukraine hội nhập EU không chỉ là lựa chọn địa chính trị mà còn là khát vọng chung được Bulgaria nhiệt liệt ủng hộ. Được thắp tùng bởi một phái đoàn bao gồm các quan chức cấp cao của Bulgaria, chuyến thăm Ukraine của ông Zeli Jakob khẳng định tình đoàn kết giữa hai quốc gia. Ông khẳng định cam kết của Bulgaria trong việc cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các sáng kiến viện trợ nhiều mặt của Bulgaria, từ hỗ trợ quân sự đến viện trợ kinh tế và nhân đạo. Chủ tịch Hội đồng Zeli Jakob nhấn mạnh sự sẵn sàng của Bulgaria trong việc đóng góp cho các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh của Ukraine, sự hỗ trợ về chuyên môn của các công ty Bulgaria trong phát triển cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh vai trò của Bulgaria trong việc tạo điều kiện cho Ukraine hội nhập vào các khuôn khổ của châu Âu và nhấn mạnh cam kết lâu dài của EU đối với khát vọng châu Âu Đại Tây Dương của Ukraine. Ông nhắc lại tình đoàn kết của Bulgaria với Ukraine và nhấn mạnh vai trò then chốt của hội nhập châu Âu trong việc đảm bảo tương lai của Ukraine trước những thách thức bên ngoài.
Sau cuộc gặp riêng, Chủ tịch Hội đồng Ukraine đã cảm ơn Quốc hội và người dân Bulgaria vì sự ủng hộ to lớn mà họ dành cho Ukraine. Ông cho rằng các quyết định cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo có tầm quan trọng lớn đối với Ukraine và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ngày 6 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ giải phóng hàng chục tỷ đô la mà Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ trong bối cảnh ông Trump đang ngày càng nổi bật trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Charles Michel kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ giải ngân 60 tỷ đô la cần thiết để đảm bảo sự ổn định tài chính của Ukraine. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, dự luật của Mỹ, nếu được thông qua, phần lớn sẽ thuộc về các công ty Mỹ, quân đội Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông Michel cũng được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu đồng ý gói 50 tỷ euro cho Ukraine, bao gồm 33 tỷ euro cho các khoản vay và 17 tỷ euro tiền tài trợ từ ngân sách EU để cung cấp một nguồn tài chính ổn định cho Ukraine, một nguồn tiền chiếm chưa tới 0,08% GDP hàng năm của EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU cho biết, một phần số tiền sẽ được dùng để tái thiết đất nước sau khi cuộc xung đột kết thúc. Các khoản thanh toán ban đầu có thể bắt đầu vào tháng 3, hiện đang chờ phê duyệt các bước cuối cùng. Theo các nguồn tin, các nhà lãnh đạo EU có thể sẽ tiếp tục đưa ra các cách tiếp cận mới đối với việc cung cấp viện trợ cho Kiev. Vấn đề này sẽ được EU thảo luận trong hội nghị sắp tới về cách triển khai và đánh giá hiệu quả các khoản viện trợ từ khối này cho Ukraine. Dự luật ngân sách được Thượng viện Mỹ công bố hôm 4 tháng 2 sẽ dành 20,23 tỷ đô la cho siết chặt an ninh biên giới, 60 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine, 14,1 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ đô la cho Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ và các hoạt động tại Biển Đỏ. 4,83 tỷ đô la sẽ được chi cho hỗ trợ các đối tác của Washington tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cùng 10 tỷ đô la dành để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza, bờ Tây và Ukraine. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong 2 ngày tới, nhưng đang gặp sự phản đối từ các nghị sĩ của cả hai đảng. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với hàng chục tỷ đô la viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba chiến sự. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sai cho biết Mỹ không loại trừ khả năng xung đột trực tiếp với Nga nếu gói viện trợ bổ sung cho Ukraine không được phê duyệt. Theo bà Sabrina Sai, hậu quả từ việc Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine rất lớn và Nga sẽ không dừng lại nỗ lực tìm kiếm quyền kiểm soát lãnh thổ mới. The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers. Theo thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sai, hậu quả từ việc Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine rất lớn và Nga sẽ không dừng lại nỗ lực tìm kiếm quyền kiểm soát lãnh thổ mới. Cũng theo bà Sabrina Sai, trong trường hợp Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO, rõ ràng sẽ dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa Liên minh và Moscow. Nước Mỹ sẽ thực hiện cam kết bảo vệ mọi thành viên NATO. Nhận xét trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết nếu không có dự luật ngân sách bổ sung, Washington sẽ không thể cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine nữa. Chúng tôi phải có trách nhiệm và viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hoặc phải trả cái giá đắt hơn trong tương lai nếu Nga giành được phần thắng trong xung đột, bà Shai nói. Trước đó, ngày 4 tháng 2, Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật bổ sung an ninh quốc gia trị giá 118 tỷ đô la, bao gồm khoảng 60 tỷ đô la viện trợ bổ sung cho Ukraine, 14 tỷ đô la viện trợ cho Israel và khoảng 20 tỷ đô la cho an ninh biên giới, cùng các ưu tiên khác. Các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson,
tuyên bố dự luật của Thượng viện sẽ không thành và đe dọa sẽ không đưa dự luật này ra bỏ phiếu ở Hạ viện. Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ trị giá hàng trăm tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Các chuyến hàng viện trợ bắt đầu vào năm 2022 với đạn pháo, huấn luyện và đã leo thang bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không tiên tiến, tên lửa và bom chùm. Điện Kremlin đã liên tục cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và hành động này chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột. Moscow cũng cảnh báo rằng các nước NATO đang đùa với lửa khi cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Bốn vụ truy tố hình sự đối với ông Donald Trump xảy ra ở thời điểm then chốt trước thềm bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024 dường như không ảnh hưởng tới sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa dành cho cựu Tổng thống. Khả năng ông Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay gần như đã chắc chắn. Khả năng ông Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay gần như đã chắc chắn. Cựu Tổng thống Mỹ nắm chắc cơ hội với những chiến thắng sớm đầy thuyết phục ở bang Iowa và New Hampshire. Nhiều ứng viên đã rút khỏi cuộc đua và hiện ông Trump chỉ còn một đối thủ là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Dù vậy thì ông Trump cũng đang phải đối mặt với 4 vụ truy tố hình sự, gồm vụ án dùng tiền bịt miệng ở New York, vụ truy tố can thiệp bầu cử năm 2020 mà ông đã thua đối thủ Joe Biden, vụ kiện tài liệu bí mật và vụ kiện lật ngược kết quả bầu cử bang Georgia. Những vụ việc này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực tranh cử lần thứ 3 của ông. Theo các chuyên gia, Hiến pháp Mỹ vẫn cho phép ông Trump tranh cử Tổng thống cho dù ông bị kết án. Nhưng nếu bị phán quyết có tội, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động tranh cử của ông Trump và dẫn đến những kịch bản chưa từng xảy ra trong lịch sử Mỹ. Việc ứng cử viên của một đảng lớn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận có thể phải đối mặt với các vụ truy tố hình sự là điều chưa từng xảy ra. Việc người đó bị xét xử, thậm chí bị kết án trong giai đoạn bầu cử sơ bộ cũng chưa từng có tiền lệ. Craig Green, giáo sư luật tại Đại học Temple cho biết, liệu ông Trump có phải vận động tranh cử từ phòng giam? Việc bị kết án có khiến ông bỏ cuộc? Và liệu các phiên tòa hình sự có ảnh hưởng đến khả năng thắng cử của ông hay không? Theo ông Aziz Huck, giáo sư luật tại Đại học Chicago, không có điều khoản nào trong Hiến pháp Mỹ cấm người bị kết án tranh cử. Tuy nhiên, một số nhóm dân quyền đã tìm cách loại ông Trump bằng cách viện dẫn một điều khoản ít được biết đến trong Hiến pháp. Mục 3 của tu chính án 14 quy định các quan chức từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp Mỹ sẽ không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia nổi dậy hoặc đã hỗ trợ những người nổi dậy. Bang Colorado và Maine đã viện dẫn ông Trump khỏi các lá phiếu sơ bộ. Trong lịch sử Mỹ, đã từng có các cá nhân bị kết án vẫn tranh cử Tổng thống. Năm 1920, ứng cử viên Đảng Xã hội Eugene Debs vận động tranh cử Tổng thống từ một nhà tù liên bang ở Georgia, bị buộc tội gây rối và vi phạm đạo luật gián điệp. Eugene Debs bị kết án 10 năm tù. Trong cuộc bầu cử năm đó, ông nhận được gần 1 triệu phiếu bầu. Lyndon LaRouche cũng tranh cử Tổng thống vào năm 1992 từ nhà tù liên bang, nơi ông đang thụ án vì tội âm mưu và gian lận qua thư. Tuy nhiên, ông Huck, giáo sư Đại học Chicago cho biết, những cá nhân có tiền án vẫn tranh cử Tổng thống trong lịch sử đều không phải là những ứng cử viên có khả năng giành chiến thắng. Các phiên tòa có thể khiến ông Trump đau đầu vì lịch trình. Tuy nhiên,
mọi thứ đều phụ thuộc vào thời điểm các thủ tục tố tụng được tiến hành. Nhóm pháp lý của ông Trump đã đệ trình nhiều kiến nghị để trì hoãn các vụ kiện hoặc bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc chống lại ông. Frank Bowman, giáo sư danh dự tại trường pháp luật của Đại học Missouri cho biết, chúng tôi không biết vụ án hình sự nào, nếu có thể được đưa ra xét xử trước tháng 11 năm 2023 vì một số thủ tục phúc thẩm có thể ngăn chặn hoặc trì hoãn chúng. Kịch bản ông Trump tranh cử vào Nhà Trắng từ phòng giam rất khó xảy ra. Theo giáo sư Bowman tại Đại học Missouri, cho dù ông Trump bị kết án trước tháng 11, sẽ luôn luôn có một khoảng thời gian trước khi tuyên án. Đội ngũ pháp lý của ông Trump cũng gần như chắc chắn sẽ kháng cáo, và điều này sẽ làm trì hoãn khả năng ông phải ngồi tù. Đơn kháng cáo đã làm trì hoãn ít nhất một vụ kiện nhằm vào ông Trump. Tuần trước, thẩm phán quận Tania Chuck Khan đã hoãn việc tiến hành vụ kiện can thiệp bầu cử của ông Trump ở Washington, D.C. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3, nhưng lịch trình mới vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, vụ kiện dùng tiền bịt miệng ở New York dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 cũng có thể bị lùi lại. Một cuộc thăm dò dư luận của New York Times và Siena College vào tháng 12 năm 2023 cho thấy 62% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tin rằng ông Trump vẫn có thể là ứng cử viên chính thức của đảng này, kể cả khi ông bị kết tội. Theo kết quả thăm dò của Washington Post, vào cùng thời điểm, 54% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire cho rằng ông Trump vẫn đủ khả năng đảm nhận chức vụ Tổng thống nếu bị kết tội. Con số này đã tăng lên 87% trong cuộc thăm dò vào tháng trước. Phần lớn những người ủng hộ vẫn đứng về phía ông Donald Trump, bất chấp 4 vụ truy tố hình sự mà cựu Tổng thống chỉ trích là cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị. Tuy nhiên, ông Green, giáo sư luật Đại học Temple cho rằng sự ủng hộ của cử tri có thể thay đổi khi ngày bầu cử càng đến gần. Một cuộc thăm dò vào tháng 1 năm 2024 của Morning Consult và Bloomberg cho thấy 53% cử tri ở các bang chiến trường quan trọng sẽ không bỏ phiếu cho cựu Tổng thống nếu ông bị kết án. 55% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông phải ngồi tù. Geoff Kabashevich, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề chính trị tại Trung tâm Niskanen, một tổ chức tư vấn trung hữu ở Washington, D.C. cho biết, chỉ riêng việc phải ra hầu tòa trong chiến dịch tranh cử cũng có thể ảnh hưởng đến ông Trump. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, ông Trump đã tận dụng những rắc rối pháp lý của mình để kích động sự ủng hộ của các cử tri trung thành. Ông Trump thậm chí còn xuất hiện trong các vụ án dân sự mà sự hiện diện của ông là không cần thiết. Động thái này được cho là một chiến thuật tranh cử của cựu Tổng thống. Theo ông Kabashevich, ông Trump đã sử dụng các vụ kiện để cáo buộc Đảng Dân Chủ đang làm mọi cách để ngăn ông trở thành Tổng thống một lần nữa. Mặc dù chiến lược này có thể hiệu quả với những người ủng hộ phong trào MAGA, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, nhưng nó sẽ không thu hút được những cử tri ôn hòa của Đảng Cộng Hòa. Vấn đề cơ bản đối với ông Trump và Đảng Cộng Hòa là những gì có hiệu quả với nhóm cử tri ủng hộ MAGA không thực sự phát huy tác dụng với những nhóm cử tri khác. Ông Kabashevich nhận định. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.